đây, hai vài quả tắc rồi. Chết rồi, tôi không biết hái rồi, hái kiểu này hơn. Hái tắc mà cũng còn không biết hái nữa. Lỡ hư nữa rồi. Hả? Đây nè, ta thấy đây nè. Nhưng mà hái không biết hái rồi, hái bị bể không à. Cầm chị cầm, cầm không? Nè. Đây nữa nè, để hoàng. Hả? Ờ, nhiều trái già. Nè, hái già đàng hoàng mà. Cái đợt trước em về á là. Ôi thơm quá em ơi. Cái vỏ thơm quá. Cái đợt em về em hái được cả bịch luôn á. Trời ơi chết rồi, sao tao hái ngu vậy trời. Hái cái nào nó cũng chờ chóc ra không à. Hết rồi ha. Trời ơi đồ cái nón cũng rớt nữa. Rớt nón rồi, lộ. Trời ơi nó chóc ra vậy mau hư lắm không em? Cái quả mà ồ thơm quá. Ý là nó thấy cái thịt á. Không còn quả nào nữa hả? Có đúng 5 quả hả? Mót. Hả? Thôi nó hái cho hết cái cây này thôi chứ. Bây giờ mà không có ấy thì hái thơm. Thôi thơm nó đâm á. Đây hả? Nãy chuối chưa chín rồi nhà còn đẹp lắm mà. Thôi để. Thơm nữa nè. Rồi thôi đi kiếm mít đi cho nhanh, nắng quá. Hả? Có không? Chín không? Thơm thì hái thôi. Ờ, hái hả? Hái thôi. Hái ở nhà ăn đi. Xong ăn đi. Cứ về gọt ăn. Được năng quá. Tại giờ hay là chị mới lấy cái nón của chị bỏ vô. Cầm cầm đi chị lấy cái nón. À, thơm nón luôn. Ừ thơm nón, nón tắc. À bẻ vậy hả? Ô bẻ cái là gãy thôi hả? Chín rồi, mà nó bẻ cái là gãy rồi. Rồi thu hoạch được một cái thơm. Thu hoạch được một cái thơm. Ờ quá ngon ha. Chín luôn á, về ăn được liền luôn á ha. Giờ hôm qua không biết gì nhờ. Hôm qua là nấu cho canh chua là đỡ tốn tiền rồi. Hôm qua chúng tôi ăn canh chua. Đi ra chợ mua nửa quả 10 ngàn. Nửa quả 10 ngàn. Ghê vậy? Ừ, nhưng mà tôi mua 1/4 thôi. Nửa quả mà nó lẹm vô, nó dập. Mà cũng bán nữa. Cho lẽ mình nói mất công bị chúng nó chửi. Ao, ao. Gai. Gai không? Rồi ra được một chút thơm. Đi tìm mít da thơm. Quả mít đó hả? Nhưng mà theo nhắm thấy chín được không? Ờ quả nó bự ghê luôn á hả? Ê chị qua được không rồi mấy con nó chém cái chân chị nữa. Cái chân mình sao giờ tự nhiên bị phù hết trơn à? Không hiểu bị cái gì luôn. Ôi bự nha, quả nó bự lắm luôn á. Bình thường để ăn hay để bán? Trời ở nhà mình đến cái nhà mình lấy quá trời. Chưa có thơm. Chưa có thơm hả? Chưa có già. Thấy cái gai nó bự lắm rồi đó. Nó bự, nó bự. Nhưng mà để về nhà thì nó chín không? Không chị. Không chín nổi hả? Nó chín không có ăn đâu. Nó không có bụng mệt đâu. Còn ngoài là nó như vậy là để nó xích thuốc á. À. Nó bị thuốc xích thuốc là không được. Vậy là đâu còn quả nào đâu. Có quả trên kia đang lủng lẳng kìa, nhưng mà còn cái quả đó còn nhỏ nữa. Ồ, đằng kia cái góc có kìa. Nó đang thử coi có thơm không mới được. Thấy mùi thơm thơm ở đâu á, hay là có mít chín. Vậy là không phải mít này chín hả? Không phải luôn, đi luôn. Ngó qua vườn của bà nội coi. Chôm chĩa giường của bà nội
bà nội có một, hai quả ở dưới đất kìa. Kìa trên đây có một quả kìa phải không? Con trên đây có một quả kìa. Hai quả nè. Không phải hả? Ờ chắc quả này thơm nè em, cái quả này nó thúi nữa quả ở rồi nè. Phải không? Phải này không? Thúi rồi. Thúi rồi. Thì lấy vô ăn ăn nửa quả nhà em cắt ở nhà ăn chứ thôi cũng bỏ. Ăn cái đó nó không ngon chị. Không ngon. Nặng nhất à. Ủa sao rớt vậy? Rớt mà tôi không biết luôn. Vườn bà nội bên kia một hàng rào. Này là quá bự luôn. Mấy chục ký. Ở bên kia bán này chắc 200-300 đô. Quá bự vậy. Ôi gai nở cũng tét lét rồi chứ bộ. Chưa được ha. Nhắc được thơm mà. Có thơm không? Không sao. Rồi thôi. Chưa đủ gã nha. Bạn chưa lớn. Mừng quá. Biết hái chứ chủ nhà cũng đâu biết hái đâu, cũng bị cũng bông thịt ra giống như tôi nè. Nè. Coi nè, đó chưa. Đây nè. Mắc cỡ còn nút nó đó chưa. Thôi đủ rồi, nhiều quá em ơi. Thơm. Thơm quá trời. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Để nhà đi, để nhà ăn. Rồi thôi đi thôi. Cách lố vừa thôi. Con ăn mòn mãi rồi không được. Ừ cái đầu nó nhỏ quá ha. Chị vừa cái cổ nó thằng lắm, cái giấy lên đây xong rồi nó cứ đạn ra. Chị nghĩ sao cái đầu của bà dũng cách như vậy chị? Ủa nhưng mà đâu cần cắt đâu, cái túm ở phía đầu kia là nó là, đã lòi cái đầu nó ra rồi mà. Không thì cột ở trên nó mới chắc. Dạ. Thì mà mấy con gà kia mà nó khiến nó đâu là ăn nó mới ngon. Mà cái gà thì em kiến nó vô con ơi. Áo vào tiếp tục đòi mã mới. Sorry mày nha. Ta chỉ có bắt về thôi, ta chứ tao không ăn đâu luôn. Ừ, tao chỉ nhìn thôi chứ tao đâu có ăn. Đó. Rồi, chưa vô. Ông mới. Nó ỉa được bãi nào đi. Ui. Khá là ướt. Em á hồi xưa nuôi gà giỏi lắm á chị. À. Nuôi gà làm bánh đẹp lắm luôn. Em phải bỏ 20cc.